Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới chương trình phần thứ hai. Hồi nãy có một người tên là cô Nga, cô gọi vô, cô bị hang up rồi, nhưng mà cô hỏi một câu hỏi rất là hay. Xin cô Nga nếu có thì giờ gọi trở lại. Thì cô Nga có hỏi đó là mình thường thường mình bị cảm cúm nó kéo dài bao nhiêu lâu? Đó thì là câu hỏi đầu tiên, có thể là cái này cô Nga. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Em tên Mai ạ. Dạ, cô Mai có hỏi câu hỏi con. Em có câu hỏi với bác sĩ là em có một cái bệnh đó là khi em hồi hộp em cũng bị tiêu chảy, mà khi em ăn no quá em cũng bị tiêu chảy, mà em ăn chua em cũng bị tiêu chảy. Mà em đã bị bệnh, đã bác sĩ có cho em uống cái thuốc để giảm axit thì em thấy bớt, mà em đi thử máu thì không có tìm ra bệnh. Như vậy thì em cứ phải uống cái thuốc mà giảm cái axit trong bụng hoài hay sao? Bác sĩ có cái cách, có cái phương pháp nào để điều trị cho em được hay không? Dạ em cảm ơn. Dạ, cái người bác sĩ gia đình có nói cô bị cái bệnh mà lo lắng xong rồi nó tạo ra cái bệnh nó gọi là irritable bowel syndrome không cô? Nghĩa là mình lo lắng quá cái nó làm mình đi cầu tiêu chảy, hay mình lo lắng quá nó làm mình đi cầu bón đó. Nói là em như cái axit trong trong cái bao tử em nó nhiều quá, cho em uống cái thuốc giảm cái axit thôi. Dạ. Còn cái lo lắng là em biết là hồi xưa mỗi lần em mà tới cái mùa thi là em cứ bị tiêu chảy hoài, tại vì cái vô em cứ lo quá, hồi hộp là em biết cái bệnh của em đó là từ lâu rồi mà em không có chữa được. Đến lúc em qua Mỹ á, thì em thấy nó bớt, tại sao này em lo lắng thì nó lại bị trở lại? Thì sao hồi trước thì em ăn chua em không bị, mà bị em ăn chua em lại bị nữa, thành ra em cái người em cứ ốm hoài, em không có mập được. Dạ, thì theo theo tôi nghĩ chắc bác sĩ Đê cũng có góp ý kiến đó. Theo tôi nghĩ đó là mấy cái thuốc giống như là Prilosec là nó làm cái chất chua giảm xuống đó, mình không có thể uống lâu ngày được, mình uống cái chừng nhiều nhất là 1 tháng. Sau khi 1 tháng mà mình còn thấy cái triệu chứng mà cái bao tử nó bị chua đó, mình nên làm thêm thí nghiệm, giống như là mình phải xôi bao tử, hay là bác sĩ Đê nghĩ sao? Tại vì có hai cái bệnh khác nhau. Cái bệnh ở chua đó là có thể là cái stress hay là cô lo lắng nhiều thì nó cái protective service của cái bao tử nó sẽ giảm đi, rồi nó làm dễ bị rách bao tử hơn. Thì cái đó thì cô uống thuốc, mà cô uống thuốc mà cô không thấy đỡ, nên thử, một là đi soi bao tử, hai là đi thử hơi, hay là ba là đi thử phân coi có con vi trùng H. pylori hay không. Tại vì nếu mà bị H. pylori, con vi trùng H. pylori nó làm đau bao tử á, thì cái đó cần trị. Tại vì nếu mà không trị á, cái con vi trùng nó mai mốt nó có thể sanh ra ung thư. Thì cái đó là thứ nhất. Còn cái hai cái tiêu chảy á, là cái đó là có vẻ là vì cô lo lắng nhiều thì nó tiêu chảy. Giống như hồi nãy cái bác sĩ Dylan có nói bệnh nhân có người khác gọi về cái irritable bowel syndrome á, có nghĩa là cái vì cái Cái lo lo lắng lắng của mình á, nó làm cái bộ tiêu hóa, rồi cái người mình nó không có điều đều. hòa nha. Dạ, thì tôi rất là đồng ý với bác sĩ Derek đó. Tôi nghĩ đó là cái mà bác sĩ Derek nói là rất quan trọng, đó là có nhiều khi mình có con vi trùng nó gọi là H. pylori, nó sống trong bao tử của mình. Sau khi lâu ngày đó mà mình không trị con vi trùng đó thì nó có thể tạo ra ung thư mấy cái đó. Thật ra trước nhất nếu mà mình muốn biết là có con vi trùng trong bao tử hay không đó, mình có thể đi xôi bao tử, hay là mình có thể đi làm cái thí nghiệm là mình thổi vô một cái máy. Thì cái đó cô phải trở lại bác sĩ gia đình của cô. Cô xin phép, cô nói là mình uống thuốc bao tử chua mà nó cứ tiếp tục nó chua hoài mà hơn 2-3 tháng rồi, cô rất là lo. Thật ra cô muốn bác sĩ gia đình có thể gửi cô đi làm thí nghiệm tặng coi có con vi trùng H. pylori hay là có thể đi xôi bao tử ha. Em cảm ơn bác sĩ Dạ, nha. chào cô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Hello, Dạ, cô có hỏi đi cô. Chào bác sĩ. Dạ, chào cô. Em ở bên Virginia đấy. Wow, dạ. Ông xã. Ông chồng em bị bệnh viêm gan siêu vi B á bác sĩ. Dạ. Nhưng mà cái
cái mới đầu á thì thử á thì nói rằng là nó bị là bị nhiễm thôi, rồi cái tỷ lệ con vi trùng nó tăng lên. Dạ, cô cứ hỏi đi cô. Dạ, bây giờ cái bác sĩ cho uống cái thuốc mà gọi là Vendili 25mg á bác sĩ. Dạ. Dạ. Thì cái thuốc mình uống thì có cái vấn đề gì phải uống lâu dài luôn, suốt đời luôn không bác sĩ? À, thì theo tôi hiểu đó là cái viêm gan B đó thì nó chưa có một cái thuốc đặng nó trị 100%, như là viêm gan C đó thì nó vừa mới kiếm ra một cái thuốc mới, nó gọi là Harvoni. Cái đó mình uống nó có thể giải quyết cái viêm gan C. Còn cái viêm gan B nó chưa kiếm được cái thuốc, nhưng mà tôi nghĩ đó một năm hai năm sau nó sẽ có thuốc đặng giải quyết cái viêm gan B, nhưng ngay bây giờ nó chưa có. Nhưng mà tôi nghĩ đó có thể bác sĩ Derek đồng ý là cái thuốc, nếu mà mình đi làm thí nghiệm đó mà trong cái gan của mình mà cái con siêu vi trùng nó lên tới một mấy trăm ngàn tới 1 triệu đó thì mình phải tiếp tục uống cái thuốc viêm gan B. Dạ, tại vì giờ cái này thì mới có là 41.000 thôi bác sĩ. Nếu mà con vi trùng ở trong máu nó ít đi chăng nữa, mà nếu mà nó làm xương gan á thì bắt buộc phải trị, tại vì xương gan mà mốt nó có thể sanh ra chai gan rồi ung thư gan rồi cái này nọ. Nếu mà nó bị, cái quan trọng là nó bị xương gan hay không, nếu mà bị xương gan thì bắt buộc phải trị. Mà bây giờ nếu như bác sĩ Dylan nói không có thuốc để trị diệt hết con vi trùng, nó chỉ làm cho con vi trùng không có phát triển, cho nên con vi trùng nó không có trong máu, nó không có làm xương gan đó, thì phải uống thuốc hoài. Hiện tại bây giờ phải uống thuốc hoài, chưa có thuốc để trị hết. Cái thứ hai nữa, cái quan trọng là cô có đi thử chưa, cô có chích ngừa viêm gan B chưa? Dạ chích xong hết rồi, nhưng mà vấn đề là mà sao không có lây nhiễm cho vợ hay cho con gì hết bác sĩ? Thì bởi vậy cô, nếu mà cô đã chích rồi có nghĩa là cô làm kháng thể rồi thì sẽ không có lây không cho mới cô. Mới chích đây thôi, dạ mới chích đây thôi bác sĩ, mới chích năm nay thôi. Mà hồi trước cô thử cô có kháng thể chưa? Đó là cái đã nhiễm lâu năm rồi. Well, tùy theo, nếu mà con vi trùng nó có nhiều ở trong máu nó đang phát triển á thì dễ lây hơn. Còn nếu mà con vi trùng nó ngủ nó không có phát triển á thì nó khó lây, ở trong máu nó không có nhiều con vi trùng á thì nó có thể khó lây hơn. Nhưng mà cái quan trọng là cô phải chích ngừa để cho không có lây. Lây cô hơn là lây đứa bé, tại vì cái viêm gan bé thường là từ máu rồi từ mấy cái nước ở trong người đàn ông đàn bà, mấy cái đó Việt Nam ưa bị á, tại vì em bé sanh đẻ đó. Sanh đẻ bình thường nó ra đàn bà xuống cái vaginal canal á thì nó lây là chỗ đó đó. Thì nếu mà cô đã chích ngừa rồi thì cô thử máu lại, không có kháng thể rồi á thì cô không có lo, không có sợ bị nhiễm trùng nữa. Dạ, nhưng mà bây giờ cái thuốc đó mình uống mà lâu dài có nguy hiểm gì không bác sĩ? Đa số cái thuốc viêm gan B đó thì lâu ngày tôi nghĩ nó cái thuốc nào nó cũng có cái phản ứng phụ của nó hết á. Nhưng mà như bác sĩ Derek nói đó, nếu mà mình thử cái mà cái men gan mà nó rất là cao đó thì mình phải uống, là tại vì mình không có uống đó thì nó sẽ từ từ nó sẽ làm hư gan, nó sẽ bị chai gan hay là từ từ nó sẽ tạo ra ung thư gan. Thành ra đa số cái thuốc mà nó trị cái viêm gan B đó nó sẽ giúp mình, nó sẽ giữ cái số của cái con siêu vi trùng thấp, hay là có thể nó giúp con siêu vi trùng đi ngủ trở lại. Cô có giữ cái telephone, tại ngay bây giờ mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.